Hello, xin chào tất cả các bạn. Đôi khi các bạn nước chấm quyết định đến 80% thành công của một món ăn ngon. Thì hôm nay mình chia sẻ đến với các bạn công thức làm nước chấm ốc luộc. Nếu mà bạn nào đang thực sự quan tâm cũng như là đang tìm kiếm công thức làm nước chấm ốc luộc hoặc là các món hải sản thì các bạn hãy xem video của mình ngày hôm nay nha. Thì để làm được nước chấm ốc thì ở đây mình có chuẩn bị ở đây là 6 cây sả nè, 3 thép tỏi, nửa trái ớt sừng thì chỉ hơi the the thôi, bạn nào ăn cay được thì thay thế ớt hiểm, rồi một củ gừng nhỏ, cũng như là một số gia vị khác như là đường, nước mắm. Rồi bây giờ mình sẽ bắt tay vào thực hiện luôn nha các bạn. Rồi đối với ba cây sả lớn này thì mình sẽ cắt lát thiệt mỏng như thế này, và mình chỉ ưu tiên mình lấy cái gốc non thôi, cái ngọn già thì mình sẽ bỏ đi, càng mỏng càng tốt nha các bạn. Ở đây là ba cây sả nhỏ nè các bạn. Bây giờ thì các bạn sẽ cắt khúc như thế này, để một chút nữa mình sẽ cho vào cối mình giã nhuyễn nha. Rồi ớt sừng, gừng. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị nước mắm đường. Mình nấu nước mắm đường trước nha các bạn. Bây giờ mình cho vào đây 2 muỗng canh đường. Rồi các bạn cho vào đây 3 muỗng canh nước mắm. Ở đây mình dùng nước mắm ngon 28 độ đạm. Tiếp tục cho vào đây 1 muỗng canh tương ớt. Rồi bây giờ các bạn sẽ bật bếp lên. Các bạn sẽ nấu cho hỗn hợp nước mắm đường này sôi lên và hơi sánh lại. Rồi hết các bạn. Đây, sánh là như thế này là được rồi nè các bạn. Giờ mình sẽ tắt bếp và chờ cho hỗn hợp nước mắm đường nguội hẳn nha. Rồi trong thời gian mình chờ cho hỗn hợp nước mắm đường nguội hẳn thì ở đây mình sẽ đi giã. Mình giã nhuyễn hết hỗn hợp gừng, sả, ớt và tỏi, 3 tép tỏi. Các bạn cho thêm vào đây nửa muỗng canh đường. Mình cho đường vào mình giã để không có bị văng. Rồi giã quyết liệt, giã cho nhiệt tình vô nha các bạn. Đây các bạn ơi, đó. Các bạn giã hoài là các bạn thấy nè. Như thế này là được rồi nè các bạn. Thì các bạn ơi, hỗn hợp nó mắm đường lúc này cũng đã nguội hoàn toàn nè các bạn. Đó. Thì mình sẽ cho vào tỏi, gừng, ớt, sả luôn nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ khuấy đều. Nước sốt này là các bạn sánh sánh nhẹ như thế này. Rất là ngon luôn nha. Thơm quá luôn á các bạn ơi. Lúc này mà có thêm á hả, một nồi ốc luộc nữa thì còn gì bằng á các bạn. Màu quá đẹp luôn nè. Sau khi đó trộn đều xong, bây giờ thì các bạn sẽ cho sả mình đã cắt lát đó các bạn. Cái này mình cho vào luôn. Rồi mình sẽ trộn đều lên một lần nữa. Cuối cùng thì các bạn sẽ cho vào đây nước cốt tắc, hoặc là các bạn cắt lát vài lát tắc như thế này. Về tắc thì các bạn nhớ là mình sẽ ngâm qua nước muối nha. Rồi như vậy là rất nhanh mình đã hoàn thành xong công thức làm nước chấm ốc luộc cũng như là các món hải sản, các món ốc. Rất là ngon luôn các bạn ơi. Màu đẹp chưa nè, sánh kẹo luôn các bạn. Rồi qua video ngày hôm nay, nếu như các bạn cảm thấy yêu thích công thức làm nước chấm ốc luộc của mình thì đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình, cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè để biết thêm một công thức nữa về cách làm nước chấm ốc tại nhà nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quý báu xem hết video của mình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn ngon tiếp theo. Bye bye.